Chào các bạn, hôm nay mình sẽ lên sân thượng hái ớt và chanh để hướng dẫn các bạn cách giã mắm ớt làm sao cho nó thật hấp dẫn nha các bạn. Máy bay. Rồi, rồi vấn đề chính ớt này các bạn. Ớt tại thời điểm này là đang có giá là 105.000 một ký nha các bạn. Mình để trên cây mình ăn dần dần, ăn dần mà ăn không kịp nhờ ớt nó khô hết trơn. Rồi giờ mình tiến hành hái ớt. Đó, cây bên này ăn sạch rồi nè. Cái chanh ở bên kia các bạn, chanh cũng còn vài trái ăn gần hết rồi. Thăm cái cây ổi luôn các bạn. Cái ổi mình đang định làm khuôn cho nó nha các bạn, làm ổi hồ lô nè. Tét cha nó cái vỏ rồi. Hồi đó các bạn. Sẵn hướng dẫn các bạn làm mắm ớt mà có cái ổi quay cái ổi khoe luôn. Ai thích ăn thì cứ qua mình hái nha các bạn, miễn phí. Ổi mình thì không có phun thuốc, yên tâm rồi các bạn. Mót mất rồi, chỗ này chưa có kinh nghiệm. Ổi này mà mình vô bọc các bạn, lấy mấy cái bọc cái bao này mình vô là nó sẽ to lắm, trái nó to và nó đẹp lắm, chứ mà ăn nó không giòn. Để chằn vậy thì ăn nó giòn hơn. Đây chanh này, hai chanh xuống để làm rớt bỏ dùng túi đã. Chanh từ đầu mùa tới giờ rồi nên giờ còn lai rai lác đác vài trái mà nó cũng không có to nữa. Không biết nó bị cái gì mà nó cứ nổi mục, nổi ghẻ lên các bạn ơi. Kệ cha nó, cũng ăn được mà. Sao không thuốc. To hơn chút nữa. Rồi, có nguyên liệu rồi. À quên, hãy ít lá chanh xuống. Tí hướng dẫn các bạn làm muối ăn thịt gà luôn. Chanh này, lá này không có phun thuốc mà đâu có sợ gì đâu. Mà không phun thuốc thì nó lại hay có mục ghẻ gì, mình lại bực mình cái chỗ đó các bạn. Chắc là phải có thời gian nào đó mình phải ngưng sử dụng để mình phun thuốc, ngưng vài tháng. Sẵn quay khoe luôn cái táo, cái cherry. Cái này là cây cherry Brazil đó, cherry nhiệt đới. Đây là xả nghe các bạn. Bay. Cái này bữa nào quay cái cảnh buổi chiều trên sân thượng ngồi chơi khoe các bạn. Lấy góc giả bộ vậy đó đó. Rồi ok, thôi xuống mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm mắm ớt và muối ớt, ăn thịt gà sao cho hấp dẫn.